nhưng mà quan trọng nhất là cửa đóng kín và đặc biệt chú ý cửa kính. Nãy ra phải có những cột thì kính như này thôi, cũng như là cái nhà này, nhưng mà cả cái mảng kính thế mà gió nó diện tích lớn thế mà gió nó mạnh vào nó ập cả cái mảng kính thì tai nạn ngay rồi đấy. Cho nên đây cho tôi chỉ đạo anh trên gọi luôn cái thằng quận ấy. Nhưng chiều thứ nhất là chuẩn bị dầu đèn để cho gần xuống hầm, phải xuống hầm, không ở trên được đấy. Có ở trên thì vài thanh niên ở trên thôi nhé, như vậy luôn là tôi đi trên đường thì kinh khủng luôn, khủng khiếp đấy. Cái đó nó lên phòng rồi vào luôn, cái đó là bị đẩy thẳng ngoạn luôn. Vâng, phải không nào, tốt rồi.